con ngắn mày nó đi lấy con ngắn mà khác thì lấy con dài thì được đi. Ờ, con ngắn lấy một con cái tay cái tay còn chơi được còn cái tay còn chưa mà còn đang chơi nữa cái còn không chơi nữa còn còn đang chơi nữa cái còn đang chơi nữa thay cái con ngắn màu luôn rồi con ngắn lên rồi mà con ngắn là con ngắn đấy ngoài rồi thì đúng